nhu cầu sử dụng nồi chiên không dầu Misio của khách hàng ngày một tăng cao. Để chọn được những sản phẩm chất lượng nhất, bạn nên tham khảo các dòng nồi chiên không dầu dưới đây của thương hiệu Misio. 1. Nồi chiên không dầu Misio MK404L 1350W. Nồi chiên không dầu Misio MK404L 1350W là sản phẩm có thiết kế tinh tế giúp không gian bếp nhà bạn thêm phần sang trọng và hoàn mỹ. Lòng nồi sản phẩm có dung tích 4 lít và được sản xuất từ thép không gỉ, phủ lớp chống dính mang đến sự an toàn cho người sử dụng. Phần thân được sản xuất từ nhựa PP cao cấp có khả năng chịu nước tốt, bảo vệ an toàn cho sức khỏe con người cũng như đảm bảo chịu lực tốt khi va chạm. Nồi chiên không dầu Misio MK404L được trang bị công nghệ Rapid Air với mức nhiệt độ lên đến 200 độ C, công suất 1350W mang đến những món ngon hấp dẫn. 2. Nồi chiên không dầu Misio 3L MK01. Nồi chiên không dầu Misio 3L MK01 có thiết kế tay cầm tiện lợi, trong khi sử dụng, trang bị nút bấm giờ giúp mở ngăn đựng thực phẩm đơn giản hơn rất nhiều lần. Bên cạnh đó, thao tác điều chỉnh hệ thống điều chỉnh chức năng tiện lợi. Phía sau nồi chiên không dầu MK01 còn có cửa thoát gió giúp đẩy luồng hơi nóng khi chế biến món ăn. 3. Nồi chiên không dầu Misio MK01 2,6L 1300W. Nồi chiên không dầu Misio MK01 2,6L là lựa chọn tuyệt vời cho những cặp vợ chồng trẻ. Với công suất 1300W, sản phẩm tự tin mang đến bạn những món ăn giàu chất lượng khi giảm đến 80% lượng chất béo. Phần rổ sản phẩm có tay cầm cách nhiệt, khay hứng dầu được phủ lớp sơn tĩnh điện giúp bạn chế biến được những món ăn thêm hấp dẫn và tiện lợi trong khi vệ sinh. Nồi chiên không dầu có núm vặn đơn giản cùng chế độ hẹn giờ 30 phút rất tuyệt vời. 4. Nồi chiên không dầu Misio MK01 3,8L 1300W. Misio MK01 3,8L 1300W là nồi chiên không dầu có kiểu dáng hiện đại. Lòng nồi có dung tích 3,8L được chế tạo từ thép không gỉ giúp cho món ăn chín đều và đảm bảo sức khỏe. Đặc biệt, Misio MK01 3,8L 1300W còn được tích hợp hệ thống điều chỉnh chức năng cảm kết với màn hình LED, nên rất được ưa chuộng khi chọn lựa cho căn bếp gia đình. 5. Nồi chiên không dầu điện tử Misio MK5512L 1600W. Nồi chiên không dầu Misio MK5512L 1600W được tích hợp tính năng sấy khô trái cây, các loại hạt mang đến sự đa năng trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, sản phẩm vẫn sử dụng vỏ nhựa PP giúp vệ sinh dễ dàng và chịu lực, chịu nhiệt tốt. Hơn hết, với dung tích lên đến 12 lít, bạn hoàn toàn có thể chế biến món ăn với số lượng nhiều. Vì vậy, Misio MK5512L 1600W phù hợp cho những gia đình có nhiều thành viên. Việc lựa chọn nồi chiên không dầu Misio loại nào phụ thuộc nhiều vào nhu cầu sử dụng và tài chính của mỗi gia đình. Cho dù chọn sản phẩm nào đi chăng nữa, thì Misio vẫn luôn cam kết mang đến cho mọi người những bữa cơm hấp dẫn. Trên đây là top 5 nồi chiên không dầu Misio, hy vọng bạn đã có thêm nhiều thông tin hấp dẫn từ video này. Misio là một thương hiệu lớn, được đánh giá cao cho nên bạn không phải ngại ngần gì khi lựa chọn. Link sản phẩm mình để dưới phần mô tả để các bạn tham khảo. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.